Hello, welcome back mọi người. Thì trước khi để nói về cái video ngày hôm nay á, thì trời ơi mọi người ơi, mọi người thấy cái tay của Bin nó đang xanh lè luôn không? Bin mới mua cái con heo này nè mọi người. Cái con mà để thả vào cái bồn toilet á, để mình xả nước ra, cái nước nó sẽ khử mùi với lại diệt khuẩn á, màu xanh dương á. Thì trời ơi, cái lúc mà tháo ra nó dính vào cái tay của Bin bây giờ á, chùi hoài nó không có ra, khó chịu ghê á. Ok, thì video ngày hôm nay Bin muốn làm một cái content mà cũng có khá nhiều bạn làm rồi. Đó là đi tắm cùng Bin. Mọi người nhìn ở trên cái tiêu đề thì mọi người cũng biết rồi ha. Thì bây giờ Bin chuẩn bị đi tắm. Cái video này Bin cũng muốn share cho mọi người những cái sản phẩm mà Bin hay dùng ở trong nhà tắm, từ tẩy trang, sữa rửa mặt, dầu gội, sữa tắm, everything, tất cả những thứ mà Bin xài trong nhà tắm ở thời gian gần đây thì Bin sẽ share cho mọi người xem hết nha. Ok, bây giờ thì let's go. Thường đi tắm vào chiều tối thì bước đầu tiên là Bin sẽ tẩy trang, tại vì trên mặt của mình cũng có kem chống nắng từ trưa tới giờ á. Em tẩy trang Bioderma này của dược mỹ phẩm Pháp là em tẩy trang quốc dân rồi, không cần phải nói quá nhiều về độ làm sạch của nó, bởi nó làm sạch cực kỳ tốt luôn. Chỉ cần dùng 2 bông là Bin đã cảm thấy sạch được kem chống nắng trên mặt rồi. Tiếp đến là bước sữa rửa mặt, thì đây là em sữa rửa mặt có chứa 1,5% BHA đến từ nhà Murad. BHA thật sự là một chất vàng cho những làn da gốc dầu và hay gặp tình trạng mụn ẩn luôn á mọi người. Bin cực kỳ thích em sữa rửa mặt này luôn. Bin sử dụng đến tuýp này là tuýp thứ 3 rồi và vẫn chưa có ý định đổ một sữa rửa mặt nào khác. Và đây là máy rửa mặt của Bin, Fareo Luna 3. Thì đây không phải là một bước bắt buộc nha mọi người. Bạn nào mình có điều kiện về kinh tế thì hẳn đầu tư máy rửa mặt nè, còn nếu không thì mình rửa bằng tay thật kỹ là được nha. Bin chăm sóc vùng mắt khá là kỹ, cho nên đây là cái chai nước rửa mắt đến từ Nhật Bản mà Bin sử dụng hàng ngày. Xài cái này thích lắm mọi người. Cái chất của nó hơi the mát á, cho nên là khi mình apply vào mắt mình rửa, con mắt của mình nó rất là fresh. Bây giờ thì gội đầu nha. Dầu gội mà hôm nay Bin sử dụng là Blueberry Shampoo đến từ nhà Hella Beauty. Thì đây là dầu gội thảo mộc chống rụng tóc với các chiết xuất từ những thành phần organic. Đây, Bin sẽ để cái bảng thành phần cho mọi người xem. Chiết xuất từ 18 loại thảo mộc kết hợp với provitamin B5, dầu dừa, dầu ô liu, liễu trắng, protein lúa mì, việt quất, nhân sâm, ngưu bàn, đậu, khổ sâm, ớt ngọt, củ khởi, trà xanh, vân vân và vân vân. Nếu mà bạn nào có theo dõi Bin từ lâu á thì chắc chắn sẽ biết là tóc của Bin nhuộm rất là nhiều, Bin nhuộm đủ thứ màu luôn á mọi người, cho nên là bây giờ tóc của Bin nó rất là khô và nó hơi yếu. Thì Bin dùng cái loại dầu gội thảo mộc này để nuôi dưỡng lại tóc, nuôi dưỡng lại từ cái chân tóc cho nó khỏe luôn. Khi mà cái màng bảo vệ da đầu của mình yếu á thì rất là dễ tiếp xúc với ô nhiễm môi trường và gây ra cái hiện tượng rụng tóc. Thì sử dụng những cái loại sản phẩm tăng sức đề kháng cho tóc rất là cần thiết nha mọi người. Và thường Bin sẽ gội bằng lượt gội đầu nha mọi người. Bin thích cái cảm giác những cái sợi silicone nó massage trên đầu của mình á, nó giúp lưu thông tuần hoàn máu rất là tốt mà nó không có hề gây đau đớn gì hết, nó sướng như là mình gội ngoài tiệm vậy đó. Đây là dung tích chai dầu gội lớn nha mọi người. Cái chai mà hồi nãy Bin cho mọi người xem là chai nhỏ thôi, nó sẽ đi kèm với combo dầu xả. Đây, cái loại dầu xả mà Bin nói là cái này nè, Blueberry Conditioner. Nó là combo đi kèm với là cái dầu gội cũng là hương thảo mộc Việt quốc luôn, rất là dễ chịu. Bin nói thiệt, cái dầu xả này xài thích lắm luôn á mọi người. Bin có tới tận 2 chai lận. Thành phần thì có vitamin B3 giúp giải độc tố cho da đầu và tóc. Thật sự tóc Bin khá là khô nha, nhưng mà Bin dùng em này á, khi mà Bin xả trong nước á, Bin sờ và cái sợi tóc của Bin nó rất là mướt, thích lắm mọi người. Và quan trọng đây là sản phẩm sạch, an toàn nha mọi người, vì sức khỏe cộng đồng và môi trường sống. Bin sẽ để cái hình cam kết của nhãn hàng không có chứa những cái chất gây hại trong sản phẩm nha. Tiếp đến thì Bin sẽ sử dụng tẩy tế bào chết cho da mặt. Đây là tẩy tế bào chết cà phê và bơ. Chắc có lẽ em tẩy tế bào chết này quá quen thuộc đối với mọi người rồi ha. Cái mùi cà phê của em này thơm đậm đặc cực kỳ luôn. Bạn nào mà mê cà phê là ngửi cái này thích liền. Tiếp theo đó thì Bin sẽ sử dụng em tẩy tế bào chết cho body Milky Coffee đến từ nhà Hella Beauty nha. Đây là brand của cái dầu gội và dầu xả đó mọi người. Thì thành phần chính là cà phê có một mùi quế nhẹ và kết hợp với thành phần đặc biệt là alpha arbutin. Trời, tự nhiên tôi nghe trong đây có alpha arbutin đó mọi người, cái tôi xiên tắm ghê á, tại vì đây là một thành phần dưỡng trắng da. Mọi người nghĩ đi, vừa tẩy tế bào chết cho da sạch mà có thêm thành phần dưỡng trắng da nữa, nghe một cái tự nhiên siêng năng tắm cái này thường xuyên liền à mọi người. Thì công dụng nói chung của những cái loại tẩy tế bào chết cho mặt, cho body là loại bỏ tế bào chết, những cái lớp sừng hóa trên da, giúp da mình dễ hấp thụ những cái bước skin care tiếp theo sau khi mà mình tắm vào á. Thì tẩy tế bào chết cho body á còn giúp giảm viêm nang lông đó mọi người. Những bạn nào mà hay sử dụng dao cạo để cạo lông thường xuyên á thì rất là dễ bị viêm nang lông. Em này Bin thấy dung tích khá là bự nha, xài tiết kiệm lắm luôn á. Mặc dù cái mùi nó không đậm đặc cà phê như là của những cái hãng khác, ví dụ như Cucun, nhưng mà bù lại cái thành phần của nó có alpha arbutin thì đây sẽ là cái sự lựa chọn cân nhắc của Bin. Tiếp theo Bin sẽ tắm sữa tắm nha mọi người. Phải nói cái em sữa tắm của nhà Senife này nó rất là thơm luôn á, nó chiết xuất từ bơ và yến mạch và cái dung tích của nó rất là bự, 709 ml, tắm không biết tới khi nào mới hết luôn, mặc dù cái chai này Bin đã mua rất là lâu rồi.
Cái chai này ngoài mùi thơm của nó thì mình không bàn tới đi ha, tại vì nó rất là thơm, nhưng mà sau khi tắm xong cái da của mình rất là mướt, đặc biệt là tẩy tế bào chết xong nha, tắm cái em này rồi vào thoa lotion là best luôn. Có một điều Bin muốn chia sẻ với mọi người là ngày nào Bin cũng phải cạo râu mọi người, râu của Bin nó mọc ra nhanh lắm, Bin mới cạo hồi sáng là tối nó mọc ra tiếp à, thì Bin sử dụng cái dao cạo sáu lưỡi này của Nhật cạo rất là sát, rất là thích luôn. Thì bạn nào mà đang kiếm một cái loại dao cạo nào mà xịn á, mọi người thử tham khảo cái loại này nha. Bây giờ Bin sẽ ủ tóc nha mọi người. Khi mà mình tắm vào xong á, mình sẽ lau cho cái tóc của mình nó còn hơi ẩm ẩm rồi mình ủ tóc. Tại vì á, Bin đang dưỡng lại tóc á mọi người. Cái tóc cũ của Bin á, trời ơi, Bin tẩy, Bin nhuộm, Bin uống, mà không phải uống bình thường mọi người, uống kiểu con sâu á, nó biếm từng cái tép tóc nhỏ của mình xong rồi nó uống cho nó xoăn lên như là cái con sâu vậy đó. Nói chung là Bin phá tóc hơi bị nhiều, cho nên là bây giờ Bin sẽ dưỡng lại, Bin nuôi lại để Bin để lại cái kiểu cũ. Tại vì Bin tính để lại cái kiểu tóc đen mà dài với lại chẻ ra hai mái mọi người. Khoảng 2-3 năm rồi Bin không có để lại cái kiểu đó. Mà muốn để lại cái kiểu đó thì tóc của mình nó phải khỏe, nó dài với lại nó chịu được một cái lần uống xoăn nhẹ nữa. Cho nên là bây giờ phải ráng dưỡng lại không mọi người. Cái này là ủ tóc đường nâu của mọi người. Trời rất là thơm luôn á. Trời ơi, cái tóc của tôi hồi đó tôi nhuộm thiếu điều muốn hết cái bảng màu luôn á. Đó, đơn giản vậy thôi, một hũ bự lắm mọi người, xài không biết tới khi nào mới hết nữa. Gặp tóc của Bin ít nữa đâu có nhiều đâu, cho nên là Bin sẽ cảm thấy là xài rất là lâu luôn á. Cái này theo hướng dẫn sử dụng á là mình sẽ ủ trên tóc 30 phút rồi mình đi rửa, giống như đắp mặt nạ vậy đó mọi người. Thì nếu mà ở nhà bạn nào á có những cái đồ trùm tóc, quấn khăn hay là mấy bạn muốn ủ nóng ủ lạnh gì á thì mấy bạn cứ ủ nha, tại vì làm như vậy nó sẽ phát huy tác dụng của cái này tốt hơn. Còn nếu như nhà Bin không có mấy cái đó thì Bin để không như vậy cũng được, không có sao hết trơn nha. Cái này á mọi người nó thơm ngọt, một cái mùi French vanilla rất là dễ chịu luôn á mọi người. Và để có kết quả tốt nhất á thì một tuần mình sẽ sử dụng cái này 1-2 lần. Tóc của những bạn nào mà đang tẩy đang nhuộm những cái màu nền sáng á, muốn sử dụng cái này thì mấy bạn cứ sử dụng bình thường nha, nó không có làm cho cái màu nền mấy bạn bị giảm hay bị mất đi, mà ngược lại nó còn giúp giữ màu bền hơn nữa. Tại vì cái texture, cái nền của cái sản phẩm này là cao cấp, cho nên là nó không có gây bớt rít hay là nặng đầu gì khi mà mình apply lên hết trơn á. Tại vì Bin rất là ghét két cái gì lên đầu mà nó bị nặng cái đầu hay là nó gây một cái cảm giác bớt rít cực kỳ ghét luôn. Hồi nãy lúc tắm thì Bin đã sử dụng cái dầu gội và cái dầu xả của brand này, trời phải nói là cái dầu xả xài thích lắm mọi người. Bin có tận tới 2 chai là mọi người biết cái đó. Bây giờ thì Bin sẽ ngồi đợi cái ủ tóc này nó work trên tóc của mình hết 30 phút, rồi Bin sẽ đi xả xong Bin sẽ nói cảm nhận cho mọi người biết nha. Tại vì tóc của Bin thật sự nó rất là khô, thì mọi người biết rồi đó, Bin phá tóc của Bin quá trời. Mà những bạn nào mà ở nhà hay sử dụng những cái sản phẩm máy nhiệt như là máy duỗi, máy bấm, máy uống á, thì Bin nghĩ mọi người nên update cái routine dưỡng tóc của mình lên hơn một chút xíu. Là ngoài dầu gội, dầu xả, dầu dưỡng tóc thì Bin nghĩ mình nên có một em mặt nạ tóc. Nói đơn giản thôi, da mặt của mình á, mình cũng hay đắp mặt nạ, thì cái tóc của mình khi mà mình tàn phá nó quá nhiều, tẩy nhuộm uống rồi những cái tác động xấu ở môi trường bên ngoài nữa, nắng nóng, dầu nhờn, bụi bẩn này nọ, thì những cái mà Bin kể trên nó sẽ giúp cho tóc của mình dày hơn, khỏe hơn, đỡ rối hơn. A few moments later. Sau khi sấy xong thì tóc mềm mượt lắm mọi người và rất là thơm nha. Sờ vô thích lắm, kiểu sao ta, tóc của mình nó được gội sạch qua một lớp dầu gội nè, một lớp dầu xả, rồi còn ủ thêm một lớp mặt nạ tóc lên nữa, y chang người tiệm luôn á mọi người. Mặc dù là tóc mềm mượt nhưng mà nó không có bị dẹp tóc xuống nha, mọi người thấy không? Cái tóc của mình nó không có bị ép xuống mà nó vẫn có một cái độ phồng nhất định. Những cái sản phẩm mà Bin dùng để đi tắm ngày hôm nay á, thì nó thiệt với mọi người, cái nào Bin cũng thích, cái nào Bin cũng ưng bụng hết trơn á. Từ tẩy trang, sữa rửa mặt, rồi tới các sản phẩm chăm sóc tóc của nhà Hella Beauty, từ cái combo dầu gội dầu xả chai nhỏ tới cái dầu gội chai bự, rồi tẩy tế bào chết body cà phê, rồi tới tẩy tế bào chết cho da mặt, rồi sữa tắm, mọi thứ Bin sẽ để thông tin chi tiết ở dưới phần description box cho mọi người tham khảo nha. So anyway thì cái content này nó cũng đơn giản thôi mọi người, nó cũng không có cái gì để quay thêm hết, thì Bin sẽ end video ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Nếu mà có thắc mắc gì thì mọi người cứ comment ở phía dưới, Bin sẽ reply cái comment đó của mọi người nha. Đừng quên cho video này một like, một subscribe và connect với Bin ở social media nha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người những video tiếp theo. Bye bye.